mà làm sao mà dép phụ nữ có thể qua đây được nè. Khó có thể nào mà phụ nữ mà được không, được không? Ờ, với con cóc đó là kìa anh ơi. Gì? Con cóc luôn đó. Ừ, đi bánh đi. Đi để anh qua. Ủa sao đứng ngay chân con cóc luôn trời? Để chân cóc luôn, cóc ngồi quay hướng luôn. Ngồi ngay luôn á. Mọi người thì anh em mình đang đi lên cái hang bước 2. Thì cái hang thứ 2 thì cách cái hang thứ nhất chẳng khoảng đâu đó khoảng chừng 100 m, nhưng mà do là lỗ núi mọi người cho nên nó hơi là mệt. Thì trên cái hang thứ 2 á thì nếu mà đã từng theo dõi kênh của Lộc thì mọi người đã biết rồi đúng không? Thì cái hang này nó không xa lắm, nó không có dài lắm nhưng mà nó được cái nó rộng. Thì ở đó thường thường thì có những người ta gọi là thiền á, thiền định á, họ lên đó họ ngồi thiền. Và chỗ đó thì mọi người biết núi á khá linh thiêng, thì người ta mỗi khi mà tay lên thiền người ta cần đốt nhang mà cỡ lớn á, thì đốt thông thường 3-6 cây và đèn cầy thì phải sử dụng đèn cầy lớn đốt nguyên đêm. Mà tại ta thiền thì ta ở đó có thể nhiều người ta thiền vài ngày, ít thì cũng phải là một ngày. Không, từ cái này, từ cái núi thiền, từ từng. Từ trước cái mở núi bên kia, không biết. Thiền á. Ừ, ngồi thiền như đó. Thiền là không ăn á. Ừ, không ăn uống luôn á. Ừ. Từng. Có người thì 2 tuần. Thì anh em mình đi chút xíu thôi lên trển, anh em mình quay buổi qua ngày. Trước khi ngồi thiền á là họ ăn cho no hết rồi đầu là họ đi á. Không tiểu không vệ sinh luôn á. Thì mọi người thì chút xíu nữa anh em mình vô hang rồi anh em mình sẽ quay cho mọi người xem và cũng như sẽ quay gõ lại cái những cái dấu tích ở đó. Nhất là cái dấu bằng chân. Thứ hai là cái chỗ người thường thường có người lại ngồi thiền, mình không biết bây giờ nó có thay đổi không. Cái hang hồi sớm đó là em theo như biết là cái hang đó nó còn âm lúc chứ luôn. Đại đá âm như lên tới. Nói chung được hỏi mình đi, hỏi mình đi mình nó là có cái hang đi sâu lắm. Nhưng mà giờ lại anh nhớ đi qua sao không gặp cái đường xuống. Cái đường đó có được cái hang đó có dích. Mình có thể chui vô đó được nữa, mà giờ không thấy. Đây luôn. Mọi người thì anh em mình bắt đầu đi lên cái hang thứ hai. Thì trời giờ này chuẩn bị sập tối, mình tranh thủ lên cái hang thứ hai. Bảy rồi. Quay xong hả? Có muối không anh? Muối ăn. Không có muối đâu, đây muối đâu. Hả? Ăn được súng hả? Chín cái nè. Đó này súng ấy mà, súng này bị cắt bỏ. Ăn được không? Ta cắt rồi nè. Ủa sao ta ấy bỏ không? Không bỏ đi. Cái trái nó bị mấy con bọ ở trong rồi đó. Không nhìn trái coi có bị bọ không? Không, không anh ơi. Có bọ không? Không. Thường thường bọ nó khoét lỗ vô. Không có bọ thì ăn được, sợ bọ. Cái này nè. Em ăn đi. Thôi ăn trái sống cho đây. Sống ăn chát không? Chát không, có muối chấm mới được. Muối ngon lắm. Muối ngon. Súng luôn rồi. Rõ vàng. Ăn không kỹ vô 247 không? Không ăn, ăn bậy bạn nặng công quá nè đây luôn nè. Rất là nhiều trái luôn. Ở trên núi thì người ta không bao giờ hạ cây. Người ta chỉ cắt như nè cho chết thôi. Trái dữ vậy anh coi. Thứ nhất là rất là khó hạ. Thứ hai là quan niệm về tâm linh. Cổ xưa. Ừ, nó cây càng lâu năm thì không ai dám đụng đến. Mà khắc cho chết lần chết mòn vậy đó mọi người. Cái đó còn ác hơn là chặt lần một ha. Thì đây nó trước cửa hang nó có một cái ngôi nhà hoang. Thiệt, trước cửa hang có ngôi nhà hoang. Nhiều ở đây có ngôi nhà hoang rồi mọi người. Nó ngôi nhà người ta bỏ đó. Mọi người ơi. Thế nè. Ok thì bây giờ anh em mình tới được. Chưa tới. Ở đâu? Chưa. Không nha, chút nữa. Nhà người ta bỏ luôn rồi nè. Không phải bỏ mà ta bán nước mà giờ đâu gọi đâu. Đây mọi người, ngôi nhà nó cũng gần hang. Mà chắc là do người ta ở đây ta. Người ta không làm ăn được hay gì đó người ta đi. Kệ sẽ xài nữa kìa. Sao đi lên? Đi lên. Tụi mình sẽ đi vào đây. Đốt nhang cái đi mấy đứa ơi. Hô quẹt đâu? Hô
quẹt đâu Nhân ơi. Quẹt. Lấy cái này. Nè. Nè, nè, anh cầm hương đi, em cầm máy luôn cho. Gió nóng á. Thôi thôi cầm. Máy đi ngoài luôn ta. Khổ mà đập cái eo. Máy cục pin. Phải đạn cục pin cục nào được xài. Mọi người bằng nhăn cái máy bằng xe 2 nãy giờ thì 80 cục pin mà chưa. Có pin balo chở toàn ấy, đem theo toàn là pin hết. Pin balo luôn. Đi ra. Đi ra. Mình nói nó có một cái hương mà sao lọt đó mà. Mình nói là cây thuộc tổ thụ. Em xá xá cái đi, thả vào. Giờ mình đang bây giờ mình đang móc pin cả nhà ơi, chứ giờ hết pin. Rồi đây là cái ba lô đựng toàn đại pin nha mọi người. Khoảng pin dài, không đó nhưng dạ. Mà không đủ để bằng nhăn quay. Giờ dài trăm viên thì được nhiêu được nha cả nhà. Thôi giờ anh em mình vô đi. Chắc gì đó bắt đèn xuống luôn á. Bắt đèn đi. Nó đựng hàng nó không có dài đâu em. Ý nó có dây nè. Dây này, dây này mới buộc đây lúc trước chắc đi. Chỉ đường quá. Không có nghĩa là khi người lớn tuổi lên xuống á. Người ta không có sức á, người ta cần ống dây ta phân. Mấy em chui không? Có chỗ hang chui im lắm. Tao bị mệt chút. Nhưng mà vô đó nó cảm giác nó sẽ thích thú hơn. Tới xuống đây là nó đỡ cắm rồi. Qua đây không? Đây nè. Chú vô hả? Vô. Nghĩa là nó có đường vô nhưng mà họ đi không hoành ra. Thôi đi đến dưới trước đi. Để lại đợi nha. Không biết giờ này có ai thiện chứ không? Trong đây dưới này sẽ có, thường sẽ có người thiện mọi người. Nhưng mà bữa nay thì mình thấy có không? Rồi hôm nay chắc không có, sao im ru. Lúc mình gặp là thiện ở đây ha. Thì ở thiện trên đá. Đúng, ở đá trên nè. Trên đây nè, trên đây. Trên này nè. Thôi. Thì bên đây nè, bên đây nè cò. Không, không, bên đây không có người thiền nè. Em đứng cầm máy mà anh lên trước cái, rồi anh, mấy đứa lên. Anh chưa làm gì? Lên chỉnh đến chỗ người ta thiền chứ lên dấu bằng dây chân á. À. Cầm máy lên đi. Đưa tay anh. Nè đưa tay nắm lên. Rồi làm ăn nè. Đưa máy đây, đưa máy đây, đưa máy đây. Nắm tay rồi. Đó là. Ờ, đây chỗ thiền nhưng mà cái này chắc là lâu quá không ai lên thiền này. Đây cái dấu bằng chân nè mấy đứa. Đâu? Cái này giống dấu bằng chân đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Giống hình như 80-90% chỉ cái là không có cái ngón. Không ngón. Mình nên nặng quá anh. Ừ, này giống cái bằng chân chung là mình gặp nhiều bằng chân rồi nhưng mà cái bằng chân này là nhất nè. Ờ, mà nó rõ nhất luôn nhưng mà cái là không có ngón thôi. Qua đó đi. Đó được không? Được, được. Cho có miếng vải trắng. Miếng vải người ta ngồi thiền á. Người ta ngồi trên miếng đá nè. Tôi quay mặt xuống đây, ở đây thì thường họ đốt mấy cái cây nến. Ừ. Rồi họ ngồi họ thiền. Ủa sao bữa anh lên đây là không biết hả? Ừ, anh đây nè, có miếng nến nha. Sao biết trên đây mình vào đây hay vậy? Thì anh tự đi kiếm tìm tội thôi. Từ từ nha. Giống như cái bàn chân. Nhưng mà cũng có thể có một bàn chân. Theo như em nghĩ đó là một cái vết thuốc của đạn thấy. Nói chung thì nó giống mình, nó giống thôi. Thôi được rồi, được rồi. Thì cái đạp nó giải người ta rồi. Giải mới luôn á.
mọi người. Miếng vải này họ cái kiểu là mới mua. Cái bàn chỗ người ngồi nè. Mới cắt được thì là miếng vải là xếp vuông ở đây nè. Không miếng vuông để đây nè. Người ta ngồi trên đây người ta thiền. Mới vậy anh, mới thì mới luôn á. Là lúc anh lên là mới cáo luôn á, tại người ta mới thiền ra. Thì mình cũng không biết là máy mình quay được bao lâu nữa nhà thì nếu mà tắt là bây giờ mình đi đâu anh? Nhà cái đường nào á? Mình còn đi xuống dưới nữa. Cái pin rồi. Và nãy giờ mình xài hết 3 ống cục rồi đó. Không biết lý do sao mà pin mình sạc lại hết trơn ở đây quay những cái nơi này. Thì hôm nay thì rất tiếc là Lộc đến đây không có thấy người ai thiện đây chứ. Nhưng mà có người thiện đây thì mình sẽ tiếp xúc với họ. Mà mình nghĩ nếu mà có người thiện đây cũng không nên, tại mình phá họ cũng không nên. Hồi thà không có ai vậy đúng không? Thì anh em mình đi núi rất là mệt. Còn bây giờ gạch chéo bên này. Cái này nó cũng muốn hết pin nữa nè. Cái này có cái miếng gì ta? Nó cái miếng nó vuông vuông á. Không biết mấy gì ngộ ha. Máy gì vậy? Cứng rồi nè. Cái gì ngộ hả? Trả lại sao á? Ừ, giống như cái kìa, cái này gì? Mọi người thấy không? Không biết này là gì nữa. Ê, nổ không anh? Hơi biết. Ê, nó mềm mềm vậy nè, thôi. Đừng đập anh đây. Cái dạng như giống như pin vậy. Nói không phải đâu, nó đâu có đầu ngồi gì đâu không? Ừ, đúng rồi. Không biết cái gì, nó đâu có đầu để gắn pin như thôi đây có. Đi xuống đây. Ừ, đi xuống đi. Đi xuống vô kia đi, còn sâu lắm không? Không, cái này nó không có sâu đâu. Nhưng mà nghĩa là này, còn chui dưới kia cái nữa. Đi. Trời, cái đèn hết pin luôn rồi. Ngồi bỏ vô ấy. Anh đi anh xuống được, anh xuống được không sao đâu. Cái gì? Hết pin không? Có đâu, nó không hết đâu. Ở đây cũng có một người mới lên đây nè, chai nước suối còn kìa, uống đi nha. Uống uống đi em, uống đi. Sao? Còn cái máy của em á. Bị gì tắt nữa? Cái mở lại là đầy pin nữa. Xài xíu nữa hết. Đúng rồi. Nó không có tắt, nó không hết pin luôn. Dạ. Yeah. Vì sao nữa? Chắc hết thì mình chắc mình quay bằng điện thoại luôn. Mấy anh thì bị đen màn hình. Cái bệnh. Nhưng mà anh bị đen hoài vậy hả? Không có bị con lặn màu đó tới giờ đó. Không biết bị sao mà không hiểu. Cái con thay đổi liên tục luôn á. Không biết sao luôn rồi ơi. Thay đổi hoài. Không phát pin nữa đâu. Không phát thay đổi gì. Cái là mút không vậy nè. Mút mút này người ta giả. Sao mút bự dưới ta. Người ta làm giả kiểu mà ta làm giả cục đá. Cũng có xi măng này kìa. Ghép người ta làm giống như vậy. Anh mà cái này giống như người ta đốt gì mà cái vết giống như vết đốt gì. Ừ. Nè, cái này giống như vết lửa ha. Nhưng mà mình không biết từ đâu xuất phát từ đâu. Xuống đây cái. Trời ơi, pin mình dẫn vô cái lượng mới nữa. Xuống rồi anh. Đường này nè. Mình hơi khó đi. Mà xuống đây nó cũng hết rồi. Nói chung là không đi sâu. Rồi. Rồi ok, mới tiếp nữa cả nhà ơi. Chứ mình đổi pin liên tục luôn á. Xuống đi lại xuống. Lại cho nó mấy cục pin nó được không pin được lại rồi mình quay tiếp á. Không nặng nha. Không có thôi. Ừ, gác quá gác. Ừ. Đây này có được cái này nước là... không anh? Nước cái này là nước mưa nước chảy bọng đây. Mưa nước chảy. Bộ đồ đi nó không? Đây có ba lô. Đây có cái ba lô của ai đó vậy? Của em á. Gì của em đây? Chưa biết của ai. Của mà hỏi của ai đây thì biết nói vậy. Đồ anh ơi. Cái đường bóng chân luôn ta. Giống như có gì ra vô da đó, thấy không? Nó bò với bò. Ờ giống như dấu bò bóng lưỡng. Không, em nhớ có cái đường chui á nha. Đó. Ủa sao bóng hớ vậy trời? Bóng hớ luôn á, giống như cái con gì vậy. Bóng lắm. Cái đường quá trời bóng luôn rồi. Ừ, cái gian dấu này giống như dấu con gì nó bò. Hẹp lắm anh này. Ừ. Đúng không? Cũng mới luôn á. Ừ, cũng mới luôn kìa. Không phải người đi đâu. Đừng vô, đừng vô. Nhưng mà người đánh mới à. Có nên vào không? Đi luôn đi. Ừ, đi đã mà đi khám phá là có cái anh viên đạn rồi. Đi đi. Mới vô vô luôn đi bạn ơi. Gặp ăn cho qua. Thôi đi vô trước cho. Có gì nắm vào tao lôi ra. Còn cái cục này là cái cục ấy nè quay. IT nè. Nhưng mà nó cũ rồi. Mình nghĩ ở đây có ai xuống đây móc môi mấy cái cục này nè. Nhưng mà cái đường này nếu mà đi là nhiều lắm nè. Mà phải người đi đâu mà nó bóng dữ vậy. Cái đường này nó bóng khá là bóng mọi người. Giống như cái gì bò vô bùi da. Ừ. Nè. Ừ. Tại em vô thì vô luôn đi. Khoan khoan để anh coi cái hả. Rồi ăn ổn nha. Mà giờ phải bỏ cặp ngoài. Phải bỏ cặp đây đi. Cái đường này nó khá là mình thấy. Bỏ cặp đây đi mà.
bóng lón mà mình không biết là cái gì bóng do gì bóng không biết. Cặp đây sợ coi vô đây. Con này con này mấy cái trái đạn nè. Ừ, trái đạn đó. Chắc nổ rồi hay gì không biết nữa. Chưa đâu, nó xét thôi. Đừng đụng cái đó. Đi hạn chế đừng đụng. Xe xét chứ cũng nguy hiểm. Này cầm hết cái gặp anh bỏ lên trên. Để đồ. Nè, tới tay. Anh nhớ bích rồi ơi. Không phải, bích mà mình sao kỳ vậy? Không phải, còn đi nữa, đi nữa. Ây da. Này giống như cái hang con gì á. Anh vô trước đi. Thì sao? Ổn không? Thấy bình thường à. Có kỹ anh ơi, ổn không hả? À, vô hết nè. Đi vô đi. Cái này có dấu bóng lắm bùi ơi. Đi vô đi, vô đi. Nhưng mà chắc khó đi nữa lắm. Đi nữa mặt lách dữ lắm mới đi được. Nè. Nhưng mà sao bóng vậy ta? Mọi người thấy mấy cục đá giống như dấu con gì bò lên mà xuống bóng ấy. Mà nó hẹp quá mình không dám không vô nữa. Nè. Sao vô nữa không? Lúc anh ơi vô ra không được á. Thôi lên đây. Quá trời hẹp luôn rồi. Anh nghĩ nó thử coi. Cái này gặp như là mình chưa ăn vô được nữa nhưng mà không biết là sẽ như thế nào. Nó nguy hiểm. Nhưng mình thấy cái đường nó bóng nguy hiểm á. À, nó bóng ngới giống như em cái đó đó. Thì đó mình không nói ra được. À, nói chung là anh em mình thấy giống giống cái đó đó. Thì nói cái đó mọi người biết rồi, cái đường lằn bự mà nó bóng là hiểu rồi đúng không? Đó. À, chỗ này nè. Nhưng mà bóng nhất là cứ ở miệng á. Miệng hang. Mới à. Ừ. Rất là bóng luôn. Cái đường rất sao giống như sao dạ. Sao anh chui sơ anh chui lọt nè ngóng để coi thử này sao với u ca này còn đi nữa quên ơi sâu gì ở đây đi xuống đường nữa nè, người ta có gạch phắn nè, có thể đi được quên à. Nhưng mà nguy hiểm nha, đi đi không đi đâu. Gì biên đó hả? Đường nào? Ủa đây đi qua nè, mai chưa. Dạ đi đó. Nè đúng rồi nè. Rồi rồi xuống luôn đi. Nhớ cái ba lô ở đâu không? Ủa cái chỗ này giống chỗ anh đi rồi vậy. Có nữa là nữa. Xuống đi. Ủa chỗ ở đây hả? Nó ta dạch dấu phắng, nó thấy đi theo dấu phắng nha. Ban đêm nha. Vô đây nó trời giống như phục tối nhưng mà vô đây là không có ánh sáng. Thì giờ là 6 giờ rồi đó, cũng gần phục rồi đó. Đây là không có thấy được ánh sáng nhưng thì ở đây nó có đường mũi tên. Chưa theo đường mũi tên em. Ôi. Rồi khó đi luôn. Cái chỗ này nó bóng ngới luôn nè. Đi nhớ đường nha. Để có dấu này, để ý cái dấu phắn nè. Ờ. Thấy không? Rồi xuống. Ủa sao cái chỗ này nó là lạ mà nó quen quen, nó giống như chỗ anh chui. Đi 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 chung luôn. Mai sao bên nữa mày im luôn đi, nó chán mà dữ lắm rồi. Vô nè, vô nè. Còn nữa không? Hết hết rồi, hết rồi, mất rồi, mất rồi. Nhưng mà cái này nó hang hóc nhiều lắm, mình chả đi nữa mà không biết đường đi. Mất rồi. Ôi vô đó được nữa kìa. Nhớ nhớ đường ngang, nhớ đường ngang nha, có một tên nè. Trong đây sóng điện thoại được không có rồi đó. Để tặng cái thỏi đi kia đó nha. Ừ. Thôi trên đó có cái gì vậy? Cái gì? Miếng gì trên đó vậy? Miếng dép. Dép thì kỳ vậy? Miếng dép bị chóc á. Đi vô nữa sâu lắm quê. Thằng ba đi xíu nữa anh ơi, vô được anh ơi. Vô được, vô được. Vô luôn nha. Vô luôn, vô luôn. Không ấy anh đi trước cho, cũng được nữa. Này hôm nay cái để làm dấu nè. Thì có để ý nha. Để ý mấy dấu này nè. Nó còn sâu lắm á. Sâu lắm nè. Dưới miệng mình nữa nè, nhưng mà nó nhỏ. Ui giời. Con ấy nè. Anh ơi. Không phải anh ơi, con hất cổ. Ui xuống đây nữa anh ơi. Xuống đây nữa. Ê ấy. Vậy là nó còn sâu xuống dưới nữa. Xuống sâu xuống nữa. Có, có người làm dấu nè. Đi luôn không? Đi luôn đi, lỡ rồi. Còn dấu thì còn đi, còn nhưng mà sợ họ đi ra mình không biết đường nữa. Nhớ dấu nha. Hồi nãy quên đem theo cái cùng chỉ thì mình có làm dấu nó dễ hơn. Đúng không? Ừ. Quên. Bây giờ đi xuống luôn đi. Đi đi. Không. Thôi anh đi trước cho. Mà xuống mà lên được không nè, quan trọng nè. Được. Rồi kia đưa máy đi. Cầm cái gì cái đèn tự nhiên hết viên nha. Chờ không quên đem cái đèn nào. Không đem thêm đèn quên ta.
thôi xài cái nào có cây đi cho nó giữ được pin tạm không đem bò thôi đó. Để anh coi khoan hết xuống, để anh coi còn đi được nữa không nè. Ui dòng lên lại rồi ơi. Hả? Ở đây qua đây đặng nè. Đó rồi. Vậy đó. À. Đây đặng ơi. Không, ở đây còn đi nữa mà cái hang nó hẹp lắm. Đây nè. Hay quá anh đừng nó còn nữa nha. Này cầm anh lên lại đây. Này cầm anh đây. Sao nó sâu dữ? Sâu lắm. Nhớ để ý đừng đi nghe mấy đứa. Thằng nhớ mấy gì đó đi trong đầu. Sao rồi? Dạ. Rồi. Nó bị đứt đường dĩ vậy. Máy mà sắp hết pin rồi mọi người ơi. Chắc mình xài còn điện khỏi quá. Để khi nào hết pin. Đi nữa quên. Cái gì đây? Còn có dép của phụ nữ này nè anh. Đôi dép luôn hả? Ờ đôi dép nè. Nhiều khi người ta bỏ ra đi vô không ta? Thì đó không biết sao mà có đôi dép để cho chăng nó để không có bị lộn xộn, nó rất là ngay ngắt luôn. Đúng không? Đúng rồi, đôi dép này đúng, Vô đi. Vô không vô được. Ê cái này không được, cái này không được. Sao à? Sao lắm. Mà làm sao mà dép phụ nữ có thể qua đây được nè. Khó có thể nào mà phụ nữ mà. Xếp mà gọn luôn anh. Chú này quá. Không có sao chú. Đúng không? Đúng không? Ê có con cóc quá là kìa anh ơi. Gì? Con cóc luôn đó. Ừ đi bánh đi. Đi để anh qua. Ủa sao đứng ngay chân cóc luôn trời. Để chân cóc luôn, cóc ngồi quay hướng luôn. Ngồi ngay luôn á. Nhưng mà quay cái hướng ra theo mũi dép luôn. Thì đó nó theo luôn đó. Vô được không? Mà nếu một phụ nữ mà vô được hang này thì khỏi rất là gan. Mà vô được mà ra được không ngang bạn. Thôi coi chuẩn sâu nha. Không có mấy đâu bên đây. Gì? Bỏ đi đừng. Sao thấy ghê vậy? Sâu quá sâu rồi. Mà đúng sao rồi. Mà phụ nữ có thể vô đây ta? Nhưng mà con cóc ngồi rồi hết đi. Phải mà nó vô được mà nó cái đầu dép mà phải nếu mà ấy là nó phải để lộn xộn phải không? Cái này nó rất là ngắn luôn. Này mọi người thấy nè. Con cóc ngồi trên đầu dép ngay đầu dép mà dép phụ nữ mà trong cái bộ phim gái luôn á. Mà ở đây thì mình nghĩ nếu mà một phụ nữ nó vô đây á, họ rất là gan dạ, họ mới dám đi vô đây, bỏ đôi dép lên vậy. Bỏ đôi dép nhưng mà em có mắc điều nè. Cái hang này còn đi sâu lắm bây ơi. Tại sao mà con cóc hồi quay cái hướng theo mũi dép luôn. Không để ý rồi. Vô hang nữa không? Còn đi nữa đó. Nhưng mà xuống không được. Được, nhưng được. Mà em nghĩ chứ không nên ngại bây giờ đèn động thấy nó đem theo nè anh ơi. Cái đèn anh thì còn lâu hết lắm đó mà tìm mấy đứa thôi. Được không? Được. Từ từ thôi nha. Nhớ nha, một phần nhớ một phần nha. Tính đi đâu anh? Để em nè anh cầm đường đèn anh chui xuống. Dưới đó là có đường đi nữa không? Có, đường bên đó kìa. Đi nữa. Nhớ đường không? Cân nhắc cho kỹ nha. Nhớ đường nha. Hồi nãy đi lên hay đi xuống vậy? Ở đây có hang xuống nè. Ôi. Nước chảy ở dưới á. Đúng rồi, dưới có xuống. Đi không? Để con trời mưa không? Nhưng mà con cóc làm sao lên đó được bay? Không rồi. Không đường nào có được. Đúng không? Đúng rồi. Làm sao cóc nó lên đó được đôi dép này? Xung quanh toàn là đá thôi. Trời ơi. Tao quay xuống dưới mé đó đi. Quay xuống luôn. Chưa để tôi coi trước thì sao? Không được anh ơi. Không được hả? Hết xuống rồi. Cái đèn tự nhiên hết rồi. Tức quá. Ủa? Xuống không được. Không được hả? Tại chỗ này nó có bậc xuống nè. Nó quay lại đi. Khoan. Con cóc này làm sao nó qua đi được ta? Phải xuống đây được im quá có khe nước này kia nè. Nhưng mà quay cho mọi người à. Tại sao con cóc nó qua được mấy đây nè. Thiệt. Nó không được đây. Mà qua nó ở. Tại nhảy này cao lắm nè. Cái thế cái lực của nó đâu nhảy nó tới nổi đâu nè. Thì đó cao lắm. Nè. Nó cao hơn một thước. Con cóc không có thế nào mà quay nhảy lên được vậy. Này cầm máy giùm em hết pin nè coi em. Mọi người máy mình cũng hết pin nè. Để mình tắt mình quay bằng điện thoại thôi rồi. Nè mọi người con cóc nè. Mà không biết sao lên được. Hoặc cho lẽ ở trên này nhảy xuống đây nó bị vướng không? Ở đâu rồi? Có khi nào trên rớt xuống nó bị vướng nó không ra được không? Mẹ em nghĩ nó trên đó làm gì? Đúng gì không? Đó, ở trên đây không biết sao đúng mà là nước nơi dưới nước. Không được đây, đi được tại vì đá có cái ấy nè, móc đi được. Nè, cầm máy mày đi em lộ qua đi hết đường đi rồi. Leo lên hả? Leo lên. Luôn hả? Xuống này. Hết đường đi rồi. Hết pin hả? Thôi đi ra lại hay là gì nữa. Đâu rồi? Có đường đi không? Có đường đi thì đi nữa mà không có thôi. Chuyển mưa nghe mấy đứa. Mưa. Chuyển mưa. Ê đi đưa máy tôi đây. Đưa máy đi đèn đây. Rồi chuyển mưa. Nhìn lên khe nè, nhìn thấy nè. Ồ, tối anh ơi. Tối hả? Trời tối mà. Sao dám diễn mưa cái gì? Ê, xuống đây được nè anh. Xuống đường nữa hả? Mà hết mất rồi. Ôi, anh ơi, đèn sâu quá không được đó nghe. Thôi bây giờ anh em lên đi rồi, tối xuống quay xuống cái nữa. Ok. Đường nào nha. Đường nào. Này nè. Mày phải không? Chắc ăn chưa? Ở đây em có cái đường nữa nè, đường đi đâu? Khoan.
Ồ đây xuống dưới nữa nè ơi. Ơi. Ở đây xi rộng sinh thang nữa nè. Ui, cái hang này còn đi nữa ơi. Đi đồ lon không? Sợ ấy, mình không biết đường ra đi. Rồi đây mất sống hết trơn rồi ta. Không có sống sợ đâu. Sao xuống nữa không? Thì làm không nghe mà. Là cái hang này đi dữ dằn nữa nè. Mà do đợt trước mình đi không có giáp. Yep. Ủa còn hang lắm ơi, còn đi nữa. Mình đang quay bằng điện thoại nha mọi người. Nếu mà nó có bị lắc này kia thì mọi người cũng thông cảm cho mình nghe. Bên đây là nãy anh em mình qua chưa? Chưa nè. Ở đây có mũi tên đã chỉ nè. Nhớ không nghe mấy đứa? Nhớ không? Nhớ chứ. Cái gì vậy? Để em coi trước coi nha, thấy vô. Nhớ đường ra không trời? Cái chỗ này đi rồi phải không? Chưa, chỗ này chưa đi nha. Chú ý là bích cái gì à? Còn xuống không? Chưa, anh không biết nữa. Không nhớ được cái đường nào. Còn đi được dữ lắm đâu ơi. À, cái hàng này là trời đánh không nghe đó hả? Ừ trời ơi gầm không nghe đó. Anh nghe ở dưới mà trời trên gầm không nghe đó. Đi nữa. Ở đây có người vô, có người vô tới đây. Ở đây có cái chợ, có hiện tượng. Không phải có nghĩa là có dấu hiệu người ta đốt cành cây. Còn đi nữa quê ơi. Sâu lắm á. Nhưng mà Mỹ ở đây có người vô. Xuống nữa luôn, lỡ. Cái mình đi đi rồi xong rồi mà hồi mình để đá lên dọc đường đi nè. Thì để đá lên dọc đường đi nè. Mình đi rồi mình khỏi vô trong đêm đường mình đi ngồi tới hù rồi. 6:30 đây nè. Ừ. Đây nè mọi người nữa. Mọi người uống được không anh? Rất là trong luôn nè, mát luôn. Cái dấu này người ta đem đá để lên với lại ở đây. Uống miếng nước đi, phía đầu ơi, mắc bệnh luôn anh. Ừ. Cái gì vậy lộn kìa. Ở đây thì đang cày mà. Mình xin phép chị vậy cho đang vậy chứ hả? Rửa mặt sạch sẽ. Buồn quá mát rồi mọi người ơi. Mát rồi. Đi nữa nè nghe. Sao bắt đèn gì vậy? À, đèn anh nè. Đụm theo mớ đá đi. À, đi tới đâu để giấu đá ở trên cục đá đi. Có nhà đốt nè. À, em thấy là như là cái gì vậy? Mát mình. Em thấy nhìn hết rồi đi rồi đó, đi nước không à? Không, có cái đường ở đây nè. Đâu? Đi qua đây nè. Cái gì vậy, bị sao hả? Chạy chút xíu. Đi cái thằng đá nó chạy chạy chân. Nhưng mà không có cái đường qua bên cái chỗ chiếc dép á. Biết đâu à? Hướng. Nhưng hết đi được rồi. Còn đi nữa mà quá hẹp rồi. Ê, cục đá, tảng đá ngộ vậy? Gì? Ờ, tròn lẫm mà. Má anh có quay không? Không, nó đi nè. Tròn lẫm nè. Còn đi nữa. Thôi này, hết rồi, này, hết rồi. Chết rồi đó. Ủa? Nếu quýt xong ta đi đường dây đi được ta? Thì đó. Giờ anh em mình đã đi xuống đây khá là sâu rồi cả nhà, nhưng mà này đi lên nữa nè quên. Máy mình hết pin hoài luôn thì tình mình rất là buồn. Bây giờ đi hết đi là ở đi xuống này chắc tối nha anh. Ờ đúng rồi. Nhưng mà ở đây có cái tảng đá cái nhà tôi thấy được, tảng đá này rất là đẹp, lạ luôn nha. Nè. Tròn. Đây nè quên. Em cầm giùm anh lên coi. Có tường hay gì vậy? Trời ơi nhưng mà không đi sâu được đâu. Đây đưa anh. Ồ hết đi được rồi. Ý còn đi nữa quên. Lờ luôn chừng. Không biết nữa đi đâu nữa. Thôi ba lo bỏ ngoài sợ ta xuống anh ơi. Nhìn này không ai xuống đâu. Không biết nữa. Leo lên nè. Mà đây không có dấu gì người ta đi chứ. Đi vừa coi đi anh ơi. Nguy hiểm lắm. Không có dấu. Khoan bước qua đây nha. Rớt đi. Ê da dưới đây còn cộng sinh thang nữa bây giờ. Đi bây giờ sâu lắm, xa lắm rồi đó. Nhớ đường không? Gì em? Để rồi mà. Còn đi hoài luôn mọi người. Anh em mình nãy giờ đi khá là sâu dữ lắm rồi đó. Đúng rồi. Nhưng mà mình nghĩ cái hang này nó đi không biết đến đâu mà nói luôn á. Có ở nó dài
thì theo mình biết thì có một cái hang mà theo người ta nói á, thì những người đắc đạo á, và khi đi vào cái hang đó thì họ sẽ không về. Ngày xưa thì có một cái vị là ở ôi bụi quá cái gì sao ở gần nhà mình đó thì có gì nè. Ủa gì ta gì giống như lụt phải gì á khác giống gì lụt ngồi cái đây cầm đứa anh có sao đâu dây nè xuống vô đây luôn ở dưới này là có dấu hiệu ấy nghe hả có dấu hiệu của ấy. Thấy không để ý chậm chậm thôi ý sao có mấy cục tròn tròn đá gì mà tròn gió kìa bơm ê coi chừng mấy cái lựu đạn đủ nghe mấy đứa đâu anh đây nè góc bên đây hình như giống mấy trái băng cầu á hai viên đúng không ừ giống như mấy trái băng cầu kìa, á chỗ đó kìa góc đó kìa góc nào góc chỗ đèn pin nè đây đây nè nó giống như hai trái băng cầu á bây giờ mình như thế nào là nghe chiếc đèn pin là thấy nó lúc rồi đấy đó sao nó nắm giống lưỡi vậy cái này giống như bị không nắm cái dạng xuống nắm không đá. Xuống đúng không khoan để nhìn đi nghe khoan cái dấu này em nhìn đi em thấy mấy cái dấu này không từ trên đây coi xuống là thấy không mình chậm chậm thôi để em coi ở đây em thấy có đường nước đi nè y hai trái lựu đạn gì vậy để anh bước qua đây qua bển không ta hơi khó đi hả nguy hiểm à đá cái này gì ta bên anh biết rồi đụng vô những cái mà thấy cảm thấy lạ bên anh biết cái này cái gì vậy mấy cái đầu nổ của mấy cái trái ấy á cái đầu nổ của mấy cái trái à cái gì quên tên chắc là mọi người nếu lớn tuổi mà nhìn cái đầu này tao biết cái đầu nổ của trái gì mà quên là trái gì bắn nổ đụng tổn dưới đất nổ người ta tháo đầu nổ bỏ đây nè chắc hồi đó quá sao nè để anh bước lên anh bước nghỉ mà chút xíu đi anh coi có đường đi nữa không tha tính nữa ở đây thì không có đường đi nữa đó mấy đứa đừng đi xuống hết nha nay còn đi nữa nè ủa pin nè pin rồi rút ra đi ra không ra đi ra con có gấp nào đi vô được không ấy à. Sao đụng vô đây mà nghe pin đi ra mà nó dội vậy trong hang nó dội mà không phải giống như là có dỗ đừng có dỗ bậy tuyệt đối đừng có dỗ trên vách lên đó leo được hay gì thôi khó được mà khó em nhìn vách đá đó nguy hiểm lắm mấy giờ đi ra đây ở cái máy này gì ta anh không biết nữa cái dạng giống như bọt kia đá sầu hồi xưa quá ta không nghĩ đâu mấy chị mấy tỷ năm về trước đây là cái biển hay gì nè giống như bọt vậy giống như bọt biển ngày xưa á thôi đi ra chút đi rút đi đây này ông tháo lấy giùm tôi cái đèn pin được không cầm hai máy đi tại ông không quay tôi cũng cầm pin ông ý là tôi đưa cho tôi mượn cái đèn pin á hiểu không nè cầm nó này cầm càng này ít ai đi xuống dưới này luôn. Dưới này không có gió luôn ha. Bích hết trơn. Bích chịch luôn. Đi, giúp. Tôi có đường nào đi nữa không có thì đi. Đi ra lại thôi. Cái hàng này không có thua gì hàng nãy đâu ta. Chỗ này nè. Có thử qua đường nào đi được. Sao đây thấy trong phòng ta? Thì đó mình nó thấy trống. Ờ, phải đường có tao lại nữa. Đúng rồi, có đá này. Nhưng mà nó bước lên. Bên đó cũng trống nè. Phải không? Trong qua đó không? Có đường qua không? Coi chừng có đường đâm qua. Mình không tiếp cận được đôi dép đó ha. Mà sao người nữ? Em tiếp cận được đôi dép bộ. Ừ, quên em tiếp cận được. Nhưng mà mình không biết người nữ nào vô đó. Mà để lại đôi dép rất là ngay ngắn nó chung lên đó để sắp xếp ngay nha. Có khi nào họ bỏ dép đó họ đi vô sâu trong không? Nhưng mà tại sao không lấy dây ra? Đúng không? Có nghĩa là họ đi luôn á.
đi luôn đâu có đường ra. Anh hiểu, em hiểu ý anh không? Biết, biết đi luôn á. Hiểu không? Đi luôn á, đi luôn rồi. Em công nhận mấy người làm tổng dây thì rất là hay rồi. Ừ, lon lon. Chuyện lên ha. Ừ. Thì đi luôn á, có nghĩa là cái cho đi luôn. Lại rất là ngay ngắn luôn. Ừ, sắp xếp rồi đôi dép ngay cái đó rồi đông đi một đi không dư lại. Đây là thuyền ấy anh. Vừa có tiếng nước nhưng mà nguy hiểm. Nếu mà mưa là không không nên lên không kịp. Người nào ta luyện cổ thân đó là ngồi chưa? Rồi giúp giúp. Quá mệt, đuối thiệt, đuối không? Không, nước nếu mà mưa là có thể lên tới đây đó. Dây mình sớm à. Chậm thôi mấy đứa. Được 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 được. Xuống lại trở lại đó đó. Được rồi, bốn tiêu rồi. Không phải được ở đâu. Này có không? Lên luôn á. Mình đang lên nè. Thì đang lên đó. Mình đang lên thì cứ có đường lên, cứ lên đi. Không. Anh thấy hình như không phải á. Ủa phải không? Hay. Ủa. Đây nè, ở đó kìa. Đúng chưa? Đi lên đi xuống mà ơi Phan nha. Đúng rồi đây. Quá trời rồi đi được thôi. Rồi cho thấy. Lộn rồi hướng được cái này. Lộn rồi. Sao? Nhớ không? Nhớ đi không? Ôi đường dưới đường trên thì cũng vậy à. Nè đây có dấu nè. Dấu vẽ nè. Đi xuống. Nhưng mà nó coi dầm đường nãy mới đúng đó. Cái đường này nè. Đâu rồi? Đường dưới á. Ừ đúng rồi. Đứng nhầm nhầm ngồi tí là ba thằng mà một mình đi đang qua là rồi đó. Nói chung là đông đông bây giờ đông cũng vậy nhưng mà ít rồi. Ủa? Ít rồi không? Đâu phải bảy. Bảy. Đi đi đi, đi qua đó đó. Hả lần. Đi hiểu quá nè. Thấy cái gì vậy? Mình đó thì em ơi. Ủa? Cái gì vậy? Gì? Ghê à? Phải không? Nãy mới đi lên đi xuống. Lên, đi xuống. Thôi đó không? Phải không? Cái đó em đi xuống lại cái vậy? Đây nè, qua đây nè. Hình như anh nhớ qua đó đó. Lạc mà mệt lắm á. Có dấu không? Chết bộ mày. Ý. Ờ. Đi qua đi qua này nè đôi dép. Đôi dép bạn nghe dấu dép. Đôi ngay đôi dép. Ờ đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chỗ đây mà lạc một cái là hơi bị mệt á. Nếu bình thường mà lạc là mình đi ra được anh. Không có lên nè. Nói chung là nếu mà không biết đường, không biết đường ra. Nguy hiểm ha. Khó đi giúp mọi người. Tôi chỉ xuống. Xuống là mình đi xuống. Đường đó đó. Đường đó đó, này nè. Tại mình đâu có leo được này lên được. Có dấu, có dấu. Cái gì? Chừng à? Dấu, 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 dấu. Dấu lên phải không? Thấy không? Dấu mũi lên nè. Mũi lên nè phải không? Cục đá lại đây nè. Để anh lọc cái gì vậy? Cái nào? Cục đá này anh đang lọc để không? Không, anh không để nha. Lúc này tôi đâu có đụng đá để lên ta.
Thì phải không? Đúng rồi. Giờ đang lên, đang lên. Có chai nước này. Mũi này mũi lên. Lên là đúng rồi đó. Rồi đúng rồi đó. Da càng ra nè. Cái đường nó đi khó hơn hang dưới rất là nhiều mọi người. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm ở chỗ là bạn chỉ cần sơ sẩy quên thôi. Đó, 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 đó. Ui. Ủa. À, đó. Đúng rồi đó. Nè cái dấu dấu bóng này nhớ không? Đâu? Dấu bóng chỗ mà trường vô đó. Chúng là người ta có làm dấu nhưng mà quá nhỏ mình có khó thấy lắm. Khó thấy. Mày quá. Nếu mà bình thường đi không đi là không biết anh. Tại nó giống mũi tên nè. Với lại cái đường ra nó nhỏ xíu à. Ừ. Ra từ từ đứa đi. Nếu mà lạc đi cũng được nhưng mà đi ra cũng được nhưng mà hơi lâu á. Lâu sợ anh sợ anh sợ em lạc đi vô á. Sợ đèn pin mình không đủ đi. Dốc lâu lên. Đưa lâu đi. Quá nặng rồi. Cái hang này cậu đi sâu lắm mà tại mình không biết á. Đi ra bao lâu lâu. Đây 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 đây. Lâu lâu lên. Chỉ cho nhau hết rồi. Đuối quá đuối vậy, còn đi nữa mà thôi. Còn hang kia đi vô nữa. Sâu không? Cũng sâu ạ. Mình sợ cái đứa đi không nổi á, hơi bị đuối rồi đó. Dạ. Yeah. Cái này mát ghê. Nó lên quá. À đợi chiếc lắm rồi. Chưa? Nó tối rồi nè. Tối rồi. Tối rồi đó, mình đi tối rồi đó. Rồi, bây giờ anh em mình đang đi ra cái nhà hàng. Đây, cái đèn cây dấu tơ thiền nè. Tại hồi nãy là đi nó hơi bị quên đường. Là nó mất đi kiếm. Cái đèn cây cũng mới nè. Đèn cây. Có người mới vô nè. Em cũng còn mới nè. Đúng rồi. Còn hang đi nữa mà thôi. Mệt quá mọi người đi hết nổi. Đi nữa không? Ở đâu á? Vết bên đây nè. Vết tay trái. Tại hồi sâu không? Nó không sâu mà nó bò không à. Đuối rồi đó. Cái gì mày? Ủa cái nắp. Nè hai nè. Cái lọn lút trên kia. Cái mày nè hả? Ừ. Thôi đi ra đi. Nó nổi rồi. Tối rồi. Mình đi nãy giờ cũng được gần ngán ngang đó. Ừ gần hết nha. Nãy mà anh tưởng đâu quên đường hơi bị khó. Tại vì đèn hơi khuya rồi đó. Bây giờ là mình đi vô chổng mình lội xuống trước kia là nữa hay nè. Buồn hồi mình xuống cái hang dưới. Đúng rồi. Mà giờ nghỉ mệt đây đi. Thôi đi ra dưới đi. Mọi người thấy những cái bọc mà thắt nút vậy nào mọi người đừng đụng vô nha. Cái đó là người ta bỏ xui xẻo người ta. Bây giờ đi ra gai cho nên đẩy những cây cổ thụ thì qua. Những cái cây cổ thụ hoặc là những cái nơi linh thiêng người ta thắt cúc tụi bỏ. Máy quay qua thì mình xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Thì